Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng khám phá cây cầu cao nhất thế giới và tìm hiểu xem nó được xây như thế nào nha. Cầu Beipanjiang, Bắc Bàn Giang, được xây dựng trên sông Bắc Bàn Giang, thuộc biên giới giữa hai tỉnh Quý Châu và Vân Nam ở Trung Quốc. Đây là cây cầu treo cao nhất thế giới, với độ cao hơn 565 mét tính từ mặt nước sông đến mặt cầu. Dưới đây là một phân tích về cách mà cầu Beipanjiang được xây dựng. Thứ nhất, về vị trí địa lý và điều kiện địa hình. Cầu Beipanjiang được xây dựng ở một khu vực có địa hình núi non hiểm trở, với các hẻm núi sâu và dòng sông chảy xiết. Địa hình này đặt ra nhiều thách thức cho việc xây dựng như: với độ sâu của hẻm núi, với chiều cao 565 mét so với mặt sông bên dưới, tương đương với chiều cao của tòa nhà 200 tầng. Được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cây cầu cao nhất thế giới, chiều dài 1.341 mét, nhịp chính ở giữa dài 720 mét, với hai trụ chính cao 269 mét và 247 mét. Toàn bộ cây cầu sử dụng hàng chục nghìn bộ phận bằng thép, có tổng trọng lượng gần 30.000 tấn, được kéo bằng 112 cặp dây cáp. Cây cầu do đội ngũ các kỹ sư người Trung Quốc thiết kế, giúp các phương tiện lưu thông qua sông Bắc Bàn. Tổng chi phí xây dựng lên tới 120 triệu bảng Anh.VIX, xây dựng đòi hỏi công nghệ tiên tiến và kế hoạch chi tiết. Địa chất phức tạp, các khu vực núi đá vôi trong vùng tạo nên các điều kiện địa chất không ổn định, cần phải thực hiện khảo sát và tính toán kỹ lưỡng trước khi bắt đầu xây dựng. Thứ hai, về công nghệ xây dựng. Để xây dựng cầu Beipanjiang, các kỹ sư đã sử dụng nhiều công nghệ và phương pháp tiên tiến. Cầu treo dây văng, cầu được thiết kế theo dạng cầu treo dây văng, sử dụng các dây cáp lớn làm từ thép để chịu lực. Dây cáp này giúp cầu chịu được tải trọng lớn và ổn định trên địa hình hiểm trở. Kỹ thuật thi công từ hai bờ, một trong những thách thức lớn là việc đưa nguyên vật liệu đến vị trí xây dựng. Các kỹ sư đã sử dụng công nghệ đưa dây cáp từ hai bờ của hẻm núi bằng cách sử dụng hệ thống cần cẩu và dây cáp treo qua sông. Từ đó, các đoạn cầu được lắp ráp từ hai phía, tiến về giữa. Kỹ thuật lắp ráp trên không, khi xây dựng các cấu kiện chính của cầu, các kỹ sư đã sử dụng máy bay trực thăng và cần cẩu trên không để vận chuyển các phần cấu kiện lớn và lắp ráp trên cao, giúp đảm bảo tính chính xác và an toàn cho công nhân. Thứ ba, về vật liệu xây dựng. Cầu Beipanjiang được xây dựng bằng vật liệu có độ bền cao, đặc biệt là thép chịu lực cao, được sử dụng cho các. Thứ năm, về thách thức và giải pháp. Một số thách thức lớn trong quá trình xây dựng bao gồm: khí hậu khắc nghiệt, khu vực này có thể gặp thời tiết xấu với gió mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng đến việc xây dựng. Để giải quyết, việc xây dựng được lên kế hoạch chi tiết, tận dụng các thời điểm có điều kiện thời tiết thuận lợi. Khả năng chịu lực của cầu, cầu Beipanjiang phải đảm bảo chịu được khối lượng lớn xe cộ đi qua hàng ngày. Do đó, các kỹ sư đã sử dụng những tính toán tỉ mỉ và các vật liệu chất lượng cao nhất để đảm bảo độ an toàn. Thứ sáu, về ý nghĩa của cầu Beipanjiang. Cầu Beipanjiang không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật, mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và giao thông. Rút ngắn thời gian di chuyển, cầu này giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Vân Nam và Quý Châu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực. Tạo cảm hứng cho các công trình khác, sự thành công của dự án này đã tạo nên tiền đề cho việc xây dựng các công trình cầu đường phức tạp khác trên thế giới. Tóm lại, cầu Beipanjiang là một ví dụ điển hình của sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và kỹ thuật xây dựng đỉnh cao, giúp vượt qua các thách thức của tự nhiên để tạo nên một trong những kỳ quan kiến trúc nổi bật nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.